Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Sức khỏe trong tầm tay. Rất vui được gặp lại quý vị ạ. Và mỗi tuần như vậy thì chúng ta sẽ gặp nhau để cùng chia sẻ những bí quyết để giúp cho cuộc sống của mình nó khỏe hơn quý vị nha. Và ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là làm thế nào để có mái tóc đen, óng, mượt. Và nếu như quý vị có bất kỳ những câu hỏi gì thắc mắc về chủ đề ngày hôm nay thì có thể gọi điện trực tiếp đến số tổng đài của chúng tôi đang hiển thị dưới màn hình. Và xin cảm ơn Bộ Chăm sóc Tóc Mộc Mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tubi đã đồng hành cùng với chương trình. Từ ngàn xưa thì ông bà ta đã có câu hàm răng mái tóc là gốc con người, đúng không quý vị? Đúng, mái tóc là một cái biểu tượng của sắc đẹp. Tuy nhiên thì trong chúng ta và đặc biệt là chị em phụ nữ thì ai cũng đã từng ít nhất là mắc phải một trong bốn cái biểu hiện sau của tóc. Ví dụ như là tóc của chúng ta sẽ bạc nè, tóc dễ bị gãy rụng nè, rồi tóc bị hư hoặc là tóc bị bết lại. Như vậy thì nhìn chung khi những cái tình trạng đó nó xảy ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng của tóc và làm cho chúng ta cũng cảm thấy mất tự tin bởi vì nó ảnh hưởng đến bên ngoài và đặc biệt là chị em phụ nữ của mình nữa. Vậy thì làm như thế nào để có thể chăm sóc cũng như bảo vệ được cho mái tóc của mình, rồi có những cái vấn đề gì nó hay rắc rối hoặc là liên quan đến mái tóc? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với chuyên đề làm thế nào để có mái tóc óng đen và mượt. Kính thưa quý vị, và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Trần Thu Nga, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, Cát Tường xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Và chương trình của chúng tôi thì còn có sự tham gia của chị Đinh Thị Hà đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Cát Tường xin chào chị. Xin chào MC Cát Tường, xin chào bác sĩ. Em xin chào khán giả. Kính thưa quý vị, và để bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay thì Cát Tường xin mời quý vị theo dõi một tình huống sau đây. Bộ chăm sóc tóc Mộc Mao hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chị Đinh Thị Hà là giáo viên cấp 3 của một trường danh tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Áp lực về điểm số cũng như các chương trình học làm chị rất stress và thường xuyên phải thức khuya dậy sớm để soạn bài. Chính vì những điều này đã làm cho chị Hà gặp phải những vấn đề rụng tóc và bạc tóc đi trông thấy. Đối diện trước tình trạng trên, chị vô cùng lo lắng bởi nó ảnh hưởng đến ngoại hình cũng như công việc hàng ngày. Mặc dù tuổi của tôi thì còn rất trẻ, nhưng mà vấn đề tóc bạc của tôi thì rất là nghiêm trọng. Tóc của tôi nó không chỉ bạc mà vấn đề chính ở đây là nó rụng rất là nhiều. Mỗi lần chải tóc là tóc rụng cả nấm ở trên lược. Còn chưa kể là nhìn ở trên gối nữa, mỗi sáng thức dậy thì cả đống tóc rụng trên gối nữa. Rồi tôi thật là chán. Và mỗi lần có cọng tóc đen nào thì nó bị rụng. Còn những cái cọng tóc bạc thì còn lại trên đầu thì bạc trắng xóa. Tôi thấy hiện tượng mà tóc bạc nhiều thì tôi lại đi nhuộm. Tôi mới nhuộm ngày hôm qua đây và tính ra thì tháng này tôi đã nhuộm 2 lần rồi đây. Tình trạng tóc rụng và tóc bạc đã là nỗi ám ảnh đối với chị Hà. Mặc dù biết việc nhuộm tóc nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe, nhưng chị cũng không còn cách nào khác. Dạ, thưa bác sĩ, tóc bạc thường là dấu hiệu của những người tuổi già, trung niên đó. Các tường bây giờ bắt đầu có tóc bạc lắm tấm rồi nha quý vị. Nhưng mà cũng có thể là tóc bạc xuất hiện ở những người còn trẻ mà thậm chí là rất là trẻ luôn. Như vậy thì những cái nguyên nhân nào mà nhiều người ít có suy nghĩ tới cái vấn đề này? Và thông qua chương trình thì xin bác sĩ cho biết những cái nguyên nhân nào mà khiến cho tóc của chúng ta bị bạc, tóc bị hư tổn hoặc là bị gãy rụng thưa bác sĩ? Dạ vâng, thì đối với mái tóc của chúng ta thì bình thường chúng ta có khoảng 100.000 tới 150.000 cái sợi tóc ở trên da đầu. Và trung bình mỗi ngày thì chúng ta sẽ rụng khoảng từ 30 đến 60 sợi tóc. Cũng từng cái số lượng đó nó sẽ được mọc lên thay thế hàng ngày. Và khi mà chúng ta có cái quá trình lão hóa, chúng ta lớn tuổi đó, thì cùng với quá trình lão hóa của cơ thể thì cái nang tóc á, là cái bộ phận mà nuôi dưỡng cái sợi tóc của chúng ta, nó cũng bị suy giảm về cái vấn đề chức năng do quá trình lão hóa. Và trong cái nang tóc này thì nó có các cái tế bào sắc tố, đặc biệt á, là những cái tế bào melanocyte, nó sẽ sản xuất ra melanin là cái yếu tố mà tạo cái màu cho tóc. Do đó thì khi mà chúng ta còn trẻ mà thấy cái mái tóc nó bị bạc, rồi nó bị xơ, nó bị khô, nó dễ gãy rụng, thì đó là một cái dấu hiệu bất thường, báo động cho chúng ta thấy là cái vấn đề sức khỏe.
Và cái nguyên nhân mà để dẫn tới cái tình trạng tóc bạc sớm á, thì nó có khá là nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể là thường gặp nhất là cái sự nuôi dưỡng các cái chân tóc, các cái nang tóc hay là mái tóc trên đầu chúng ta đó, là nó có sự suy giảm về dinh dưỡng. Thì có thể là cái nguồn cung cấp dinh dưỡng từ cái thực phẩm hàng ngày bổ sung của chúng ta nó bị thiếu. Ví dụ mặc dù chúng ta thừa đạm, thừa mỡ nhưng đôi khi có thể thiếu những cái thành phần dinh dưỡng cần thiết cho mái tóc. Ví dụ như là kẽm nè, hoặc là vitamin nhóm B, đặc biệt là B12 chẳng hạn. Đó. Do đó thì cái thành phần dinh dưỡng trong các cái thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày nó bị thiếu hụt, dẫn tới là nuôi dưỡng cái nang tóc nó kém. Hoặc là do cái lối sống của chúng ta nó không được lành mạnh, ví dụ như là thức khuya, rồi chúng ta là căng thẳng, stress, nó dẫn tới cái tình trạng là cái sự lưu thông của máu huyết trong cơ thể chúng ta nói chung, cũng như là sự lưu thông máu ở trên da đầu nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng bị kém đi. Rồi chúng ta sử dụng những cái chất kích thích như là bia rượu quá nhiều, thì cái thành phần mà ethanol ở trong bia rượu á, nó tích tụ rồi nó sẽ sinh ra những cái gốc tự do, làm cho cái cơ thể chúng ta lão hóa nhanh hơn. Thì trong đó có cái da đầu chúng ta, các cái nang tóc của chúng ta nó cũng thúc đẩy nhanh cái quá trình lão hóa, và nó làm giảm sút cái sản xuất ra cái tế bào melanin, làm cho cái tóc của chúng ta nó cũng bạc sớm. Rồi bên cạnh đó là những cái cách mà chúng ta chăm sóc tóc không đúng. Thí dụ như là chúng ta sử dụng những cái hóa chất này nhuộm để tẩy tóc đó. Rồi chúng ta có những cái tác động như là uốn hoặc là sấy mà chúng ta tác động lên da đầu nó không có đúng cách nữa, thì nó làm cho giảm tuổi thọ của sợi tóc, làm cho tóc khô rồi nó gãy rụng, và nó thúc đẩy quá trình lão hóa nhanh hơn, làm cho tóc bạc sớm hơn. Thì bên cạnh đó nó cũng có những cái nguyên nhân là đến từ cái vấn đề di truyền. Thì trong một số những trường hợp là do di truyền tóc bạc sớm, hoặc là những cái bệnh lý chúng ta cũng có thể nghĩ tới, nhất là những cái bệnh lý liên quan tới cái vấn đề nội tiết tố, ví dụ như là bệnh tuyến lý tuyến giáp chẳng hạn, ảnh hưởng làm cho cái mái tóc bạc sớm ở những người trẻ tuổi. Còn đối với y học cổ truyền thì nói về nguyên nhân gây ra tình trạng tóc bạc sớm thì quan niệm rằng là tóc là cái phần dư của huyết, và như vậy thì khi mà tóc bạc theo y học cổ truyền là huyết kém, huyết suy, huyết hư. Do đó thì nó sẽ liên quan tới cái chức năng của các cái tạng phủ theo y học cổ truyền, đó là tạng tỳ nó sinh huyết, rồi tạng can thì tàng trữ huyết, rồi thận thì chủ về cốt tủy, mà tủy thì nó lại thông với não, đó là cũng là một cái nguồn hóa sinh huyết nuôi dưỡng cái phần da đầu, phần tóc. Do đó thì theo y học cổ truyền cũng là có cái phần dinh dưỡng, cái phần huyết trong cơ thể nó kém nuôi dưỡng đó. Thì đó là một số những cái nguyên nhân mà dẫn tới cái tình trạng là ở những người trẻ tuổi nó có cái hiện tượng tóc bạc sớm hoặc là khô rồi gãy rụng. Quá trời nguyên nhân luôn. Mà từ xưa đến giờ nếu như mà không nghe bác sĩ chia sẻ phân tích như vậy thì mình cứ tưởng mỗi lần mình thấy ai tóc bạc sớm thì mình chỉ nghĩ hai nguyên nhân. Trời chắc là khổ quá, suy nghĩ nhiều quá nên tóc bạc sớm, hoặc là mình nghĩ là đó là do di truyền. Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và như Tường nói lúc nãy rồi là cái chương trình ngày hôm nay của mình rất là hot luôn. Rất là nhiều chị em phụ nữ đang quan tâm. Và hiện tại thì đường dây nóng của chúng tôi đang rất là bận rộn luôn nè. Có một vị khán giả đang muốn được chia sẻ trực tiếp với chương trình. Ngay sau đây xin mời bác sĩ và quý vị chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của vị khán giả này. Dạ xin chào chương trình, xin chào bác sĩ. Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi dạo gần đây thì tôi thấy tóc của mình có những hiện tượng như là tóc sơ, gãy rụng và thậm chí là còn một số bị bạc nữa. Tôi cũng đã sử dụng một số giải pháp từ dầu gội đầu ngăn rụng tóc nhưng tình trạng cũng không mấy cải thiện. Xin bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên, ngoài việc sử dụng dầu gội đầu tốt thì tôi còn dùng thêm thuốc gì nữa không? Dạ xin mời bác sĩ hãy trả lời câu hỏi của vị khán giả vừa rồi ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của khán giả đã gửi về cho chương trình. Cái vấn đề của khán giả là có cái tình trạng là tóc khô, rụng, dễ gãy và đôi khi có tóc bạc đi kèm nữa. Thì đối với nguyên nhân chúng ta thấy là có khá là nhiều nguyên nhân đưa tới. Và như vậy thì đầu tiên khán giả có thể đi khám bác sĩ để xem là mình có những cái vấn đề gì bất thường trong cơ thể hay không. Cái thứ hai thì cái nguyên nhân mà thường gặp nhất đó là cái vấn đề nuôi dưỡng của cái phần nang tóc nó kém đi, dẫn tới cái tình trạng như là biểu hiện như là khán giả mô tả. Thì cái chuyện mà chúng ta sử dụng dầu gội đó là một cái chuyện chúng ta
thường làm đúng không ạ? Việc sử dụng dầu gội sẽ giúp cho mái tóc nó sạch nè, da đầu sạch sẽ và nó sẽ giúp hấp thụ các cái chất dinh dưỡng vào cái da đầu cũng như là nang tóc. Từ đó nó sẽ có một cái giúp cho một cái mái tóc nó khỏe và hạn chế được cái tình trạng rụng tóc hay là tóc bạc, tóc xơ. Tuy nhiên thì chúng ta chăm sóc bằng dầu gội thì nó chỉ là một cái chăm sóc từ bên ngoài. Cái vấn đề ở đây là chúng ta nên phối hợp với những cái biện pháp mà nuôi dưỡng từ bên trong. Ví dụ như là chúng ta có thể cung cấp các cái dinh dưỡng cho tóc từ những cái nguồn thực phẩm, thức ăn hàng ngày. Bên cạnh đó thì chú ý tới cái chế độ sinh hoạt, cái lối sống lành mạnh để mà có thể tăng cường cái máu huyết nó lưu thông tới da đầu và nuôi dưỡng cái chân tóc tốt hơn. Thì chúng ta có thể sử dụng thêm những cái sản phẩm hỗ trợ để đường uống hoặc là có thể là xịt chẳng hạn, để mà chúng ta cung cấp thêm cái dinh dưỡng nuôi cái nang tóc nó chắc khỏe, thì nó cũng là một cái biện pháp bên cạnh cái phương pháp mà chúng ta gội đầu. Dạ, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ ạ. Hy vọng là vị khán giả vừa rồi cảm thấy hài lòng ạ. Hãy trước tiên là hãy đi khám bác sĩ trước để xem cái tình trạng của mình như thế nào, rồi mình sẽ tìm cái phương pháp để mà mình có thể cải thiện được cái tình trạng của mình nhé. Cảm ơn bạn ạ. Dạ, thưa bác sĩ, đúng là cái hiện tượng mà mình bị tóc bạc sớm á, tuy rằng mình nói là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mà thật sự là nó sẽ ảnh hưởng đến cái diện mạo bên ngoài của mình, ảnh hưởng đến cái nhan sắc của mình. Thì thường cái người mà bị bạc sớm như vậy, và đặc biệt là phụ nữ đó, thì người ta sẽ ngại lắm và người ta sẽ tìm đến cái giải pháp là người ta đi nhuộm, nhuộm để che cái tóc bạc của mình lại. Thì không biết là thưa bác sĩ, khi mình nhuộm như vậy thì có nên không, tốt không, và nó có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta bị tóc bạc sớm á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới ngoại hình, không chỉ nam mà cả nữ nữa. Và nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống, làm cho mình mất tự tin. Như vậy thì thông thường để mà cải thiện được cái tình trạng này á, thì người ta hay tìm tới cái biện pháp là nhuộm tóc. Thì đây là một cái phương pháp, một cái biện pháp thì nhất thời thôi. Rõ ràng thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta bị tóc bạc sớm á, thì nó có nhiều nguyên nhân. Chúng ta cần phải xem là nó có cái nguyên nhân xuất nguồn từ đâu để mà có thể cải thiện tận gốc. Còn cái biện pháp mà chúng ta nhuộm tóc thì nó chỉ nhất thời thôi. Và chúng ta thấy là cái thuốc nhuộm hiện nay nó có những cái hóa chất ở trong đó ít nhiều, và nó sẽ có khả năng làm cho cái người sử dụng có khả năng dị ứng thuốc chẳng hạn. Thì lúc đó là nó sẽ dẫn tới những cái bệnh lý ở da đầu, và nó thậm chí là thúc đẩy cái tình trạng lão hóa của cái sợi tóc nó nhanh hơn. Rồi khi mà chúng ta đi nhuộm thì nó chỉ được một thời gian thôi, rồi chúng ta lại phải nhuộm lại. Chúng ta tốn kém về tiền bạc, tốn kém về thời gian. Và một số cái nguy cơ các nhà nghiên cứu đã đưa ra là thuốc nhuộm nó vẫn có khả năng dẫn tới các một số các bệnh lý ung thư nữa. Như vậy thì nó có nhiều cái yếu tố nguy cơ, nguy hại. Cho nên là theo tôi thì hạn chế tối đa cái chuyện mà chúng ta nhuộm tóc. Chúng ta hạn chế tối đa. Chỉ khi nào mà chúng ta cảm thấy là cần phải có một cái diện mạo cấp thời cải thiện đó, thì chúng ta có thể sử dụng tạm thời thôi. Nhưng mà phải đi tìm cái nguyên nhân, xem là có bệnh lý gì không, có cái hướng xử lý hoặc là hay là không có bệnh lý gì, mà đơn giản là do cái vấn đề là mình nuôi dưỡng, mình chăm sóc cái mái tóc nó chưa đúng cách. Thì mình sẽ tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cho mái tóc, cũng như là cải thiện cái cách chăm sóc để mà có thể điều trị tận gốc luôn. Dạ, cảm ơn bác. Thật sự thì đứng trước cái tình trạng hiện nay có rất là nhiều các bạn trẻ gặp phải những vấn đề về tóc, như là tóc bạc hay là tóc bị hư tổn rất là nhiều luôn. Như vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang trong cái tình trạng này hay không ạ? Dạ vâng, thì khi mà chúng ta gặp những vấn đề bất thường về mái tóc thì đây cũng là một cái dấu hiệu báo động cho chúng ta thấy là cơ thể chúng ta nó có cái vấn đề bất thường về sức khỏe. Do đó thì điều đầu tiên mình xem là mình có đang bị rối loạn về chức năng của cơ quan nào đó trong cơ thể không, mình có bị thiếu máu không, hoặc là mình thiếu một cái số chất dinh dưỡng, ví dụ như sắt, kẽm hay là vitamin vân vân, hay mình có bị những cái rối loạn về hóc môn, những cái bệnh lý về nội tiết hay không đó. Rồi khi mà kiểm tra cái vấn đề đó thì song song đó cũng không kém phần quan trọng là cái vấn đề mình xem cái cách
mình chăm sóc tóc đã tốt hay chưa, và cái dinh dưỡng mình cung cấp cho mái tóc của mình đã đúng hay chưa. Thì như vậy những cái người mà đang gặp những cái vấn đề về tóc thì ngoài chúng ta đi khám bác sĩ thì chúng ta cũng lưu ý trong cái chế độ dinh dưỡng hàng ngày chúng ta phải cung cấp đầy đủ các cái nhóm chất, đặc biệt là những cái chất mà dinh dưỡng như là cái nhóm vitamin nhóm B hoặc là kẽm hoặc là sắt chẳng hạn. Rồi thứ hai là chúng ta chăm sóc mái tóc cho đúng, tức là hạn chế uống rồi nhuộm rồi tác động quá mạnh mái tóc của mình. Rồi chúng ta bảo vệ tóc là khi mà chúng ta đi ra ngoài trời, chúng ta cần phải che chắn ánh nắng chẳng hạn, rồi sử dụng các cái loại dầu gội mà nó cung cấp dưỡng chất và nó phù hợp với cái mái tóc của mình. Rồi bên cạnh đó thì trong cái sinh hoạt hàng ngày là tránh căng thẳng, tránh lo lắng, rồi ngủ đủ giấc, rồi uống nước đầy đủ đó, thì tập thể dục thể thao thường xuyên, duy trì một cái lối sống nó an vui đó, thì nó sẽ góp phần cho chúng ta có được một cái mái tóc nó đẹp và hạn chế được cái tình trạng là khô rồi sơ rồi gãy đụng hoặc là bạc sớm. Dạ, cảm ơn bác ạ. Chị khán giả vừa rồi ơi, không biết là chắc là chị vẫn còn đang theo dõi chương trình và lắng nghe chia sẻ của bác sĩ đúng không ạ? Không biết là chị có còn thắc mắc nào muốn gửi đến bác sĩ nữa không ạ? Dạ, vâng, thật sự là vấn đề này làm tôi khá lo lắng. Vì tình trạng rụng tóc của tôi khá nghiêm trọng, trên đầu có những chỗ bị rụng nguyên một mảng rất là to, nó ảnh hưởng đến yếu tố thẩm mỹ và tâm lý của tôi rất nhiều. Vậy xin bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên về những giải pháp mà tôi nên dùng. Dạ, xin mời bác sĩ tiếp tục chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn cái chia sẻ của khán giả. Thì trường hợp của chị là có cái hiện tượng rụng tóc thành mảng rồi, thì nó cũng là một cái vấn đề mình cần phải xem xét kỹ lại. Thì điều đầu tiên khuyên chị là đi khám bác sĩ để xem là cái rụng tóc của mình nó nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Thì vì rụng tóc thì nó cũng có khá nhiều nguyên nhân, có thể là từ những cái rối loạn học môn trong cái thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh, hay là có thai, hoặc là những cái bệnh lý về nội tiết, suy tuyến giáp vân vân, hoặc là nó đến từ những cái vấn đề đơn giản là căng thẳng nè, lo lắng, stress, hoặc là sử dụng mà những cái hóa chất, những cái chất tẩy tóc hay là gội dầu gội nó không đúng chẳng hạn. Thì mình sẽ coi lại tất cả những cái nguyên nhân có thể dẫn tới cái tình trạng rụng tóc. Nhưng mà bên cạnh đó là mình cũng cần phải lưu ý là một trong những cái yếu tố đó là cung cấp dưỡng chất cho mái tóc để mà nó có thể kích thích da đầu mọc tóc tốt hơn và tạo ra một cái nang tóc nó chắc khỏe, thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng rụng tóc. Thì trong các cái thành phần dinh dưỡng có thể mình ăn uống hàng ngày mình chưa có chú ý tới cái nhóm chất mà nó có khả năng cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc, nên tập trung vào các cái nhóm như là kẽm nè, hoặc là vitamin B, B2, B12 hoặc là L-cysteine. Còn trong y học cổ truyền thì nó sẽ có một số những cái thảo dược mình cũng có thể sử dụng để mà nó cung cấp những cái dưỡng chất cho mái tóc. Ví dụ như cái thảo dược mà bổ huyết như là hà thủ ô đỏ chẳng hạn, hay là tan thầm vân vân đó, thì khán giả có thể sử dụng những cái loại thực phẩm mà nó cung cấp những cái nhóm thành phần dinh dưỡng này để mà tăng cường nuôi dưỡng cái mái tóc của mình. Vậy thì thưa bác sĩ, những cái thành phần mà bác sĩ vừa nói trên á, nó có cái công dụng, nó tác dụng như thế nào đối với cái việc mà bổ sung giúp cho tóc mình nó chắc khỏe hơn hoặc là nó đen hơn ạ? Dạ vâng, thì như tôi vừa nói thì theo cái quan điểm của y học cổ truyền là tóc là cái phần dư của huyết, và khi có những vấn đề về tóc rụng, tóc hư tổn, tóc bạc sớm và tóc khô sơ chẳng hạn, dễ gãy, thì thông thường theo y học cổ truyền quy về các cái bệnh lý của tạng tỳ, tạng can, tạng thận là nó rối loạn về cái vấn đề tạo huyết của cơ thể, trong đó là nuôi dưỡng cái phần chân tóc. Do đó thì khi mà chữa các cái bệnh lý về tóc, cải thiện các cái triệu chứng mà như là tóc rụng hay tóc bạc chẳng hạn, thì y học cổ truyền sẽ tập trung vào bổ huyết. Những cái vị thuốc thảo dược mà tôi vừa nhắc đến như tăng thầm, hạ thủ ô đỏ thì nó có cái tác dụng là bổ huyết, thì từ đó nó sẽ hỗ trợ giúp cho những cái cải thiện những cái biểu hiện bất thường của mái tóc, hỗ trợ ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ làm cho tóc nó đen chẳng hạn.
ngăn ngừa cái tình trạng là tóc bạc sớm, tóc khô, tóc xơ. Bên cạnh đó thì những cái dưỡng chất bên cạnh đó thì những cái dưỡng chất theo quan điểm của y học hiện đại đó là vitamin nhóm B, rồi sắt, rồi là kẽm, hay L-cysteine vân vân, thì những cái thành phần đó đều rất là cần thiết. Như là biotin chẳng hạn, là vitamin H á, nó cũng rất là tốt cho cái nang tóc, nó giúp nuôi dưỡng nang tóc chắc khỏe, thì nó cũng hỗ trợ có phần làm cho cải thiện cái tình trạng là tóc bạc, tóc rụng vân vân. Dạ cảm ơn bác ạ. Kính thưa quý vị, mặc dù là quý vị đang rất là muốn nghe chia sẻ tiếp, nhưng mà bây giờ thì các tường xin mời quý vị hãy theo dõi tiếp tục một cái tình huống sau đây nhé. Em như cô gái hãy còn xuân. Ôi, tôi đang ở Ý à? Tôi ở La Mã cổ đại à? Ồ, tự nhiên sương ngồi đây. Trời ơi, con gái tôi hả? Trời ơi, con ơi con có khùng không vậy? Ở trong nhà chứ phải mày ở ngoài nắng đâu mà mày lấy cái khăn mày che chắn vậy đâu có. Ủa, mưa vừa dột hết à? Không. Chà, không mưa, không nắng, không đắn đo, không u sầu. Chứ cái gì vậy trời? Bà, trời ơi, vậy là con bị phụ tình phải không? Ai bà bẻo con, nói. Mẹ. Gì? Mẹ ơi. Mẹ nè. Mẹ có thấy con xinh như thế này đây, ai mà bạc tình được con hả mẹ? Chứ tự nhiên trời ơi, bữa nay con làm cái gì mẹ không hiểu luôn á. Tự nhiên ngồi một đống như vậy rồi lấy cái khăn rồi che cái đầu. Mẹ. Cái gì? Con là con gái của mẹ mà mẹ nói giống như cái đống gì vậy? Chứ sao, tự nhiên bữa nay làm gì kỳ cục vậy nè? Mẹ ơi, con bị bạc hết rồi. Bị bạc là bạc cái gì? Mẹ nghĩ trên người có cái gì để bạc? Tóc hả? Trời ơi, mẹ ơi, thấy như vậy thôi. Mẹ dạch ra đi nè, nè mẹ thấy không? Trời mẹ ơi, thấy không? Mẹ ngồi xa mà mẹ còn thấy nó lên. Mẹ thấy chưa? Càng ngày mẹ ơi, càng ngày muối nó nhiều hơn tiêu. Mẹ có biết không, ngày hôm bữa con nghe ngứa đầu. Cái con dạch tóc ra. Trời, có một cọng gì màu trắng. Con tưởng là lông chó nhà mình. Mà mình đâu có nuôi chó. Thế bởi con tưởng là chó nhà bạn con. Con mới giật nó ra, con nói ủa tại sao dính chắc vậy. Con giật ra, giật một cái bạc. Con nó ra luôn cái chân tóc mẹ. Con mới biết cấp con bị bạc. Nhưng mà đâu có những một cọng mẹ. Con giặt chỗ khác ra nó còn nữa. Còn nữa và còn nữa. Mẹ còn biết không, sao? Ngoài cái chuyện bạc ra con còn bị hói nữa mẹ. Nó bị rụng, nó rụng vào một chỏm bên xanh rồi nó láng o xong đây luôn nè mẹ. Trời ơi, thì ra tôi vô nhà tắm, tóc rụng là mấy người đó hả? Tôi, bữa nào tôi cũng phải là gì? Coi cái nó, sợ nó nghẹt cống, tôi lấy ra một chùm là của mấy người đó hả? Sáng ngủ vậy, trời ơi, trên gối con nó còn hơn là cái bùi nhùi nữa mẹ. Ủa, mà tôi, đáng lẽ là bạc là những người lớn tuổi mới bị bạc chứ sao con nhỏ này bị bạc? Mà hồi nào giờ nhà mình đâu có ai di truyền đâu ta. Mẹ. Cái gì? Mẹ đừng có giấu con nha. Sao? Mẹ ơi, cái gì? Mẹ thương con không? Con là con mẹ, sao mẹ không thương cho được? Mẹ nói cho con biết ba ruột con là ai đi. Bây giờ tôi dắt đi thử ADN nè. Có phải là chú Tùng không? Tùng nào? Chú Tùng hói á. Con này nó điên quá đi, nó bị khủng hoảng thần kinh hay sao? Chứ con thấy chú Tùng hói cái đầu chú cũng thưa thưa không có. Mà người ta luôn. Lớn tuổi rồi, người ta hói là chuyện bình thường. Còn mấy người còn trẻ, mấy người hói nè. Bây giờ nghe hỏi nè. Sao mẹ? Bây giờ tối con có thức khuya hay không? Rồi con việc làm ăn của con có bị stress gì không? Nói mẹ nghe. Con không có thức khuya, con nói thiệt với mẹ luôn á là ngày nào cũng 1-2 giờ sáng con mới ngủ. Đó, tại vì cái công việc của con á là con phải ngồi, con ngồi trên máy tính con làm mà rồi bữa giờ nhiều việc quá không stress sao được mẹ. Ồ thì ra là vậy. Với cộng thêm là mấy người nè làm biến tập thể dục, cái thân thể thì ú nu ú nần à. Rồi ngồi một chỗ mà ăn rồi ngồi một chỗ không tập thể dục cho nên mới bị vậy thôi. Mẹ này, thế gì vậy mẹ mới tìm cái phương án nào cho con để con hết bị rụng tóc, hết bị bạc tóc, mẹ cứ mắng nhiếc nhổ hoài à. Biết rồi, tôi có một cái biện pháp này rất là hay. Cạo đầu nè. Cái gì mà cạo đầu? Hay nhuộm tóc? Không có, đây nè. Con phải thay đổi là cái sinh hoạt của con. Con ta siêng năng tập thể dục không bị stress, ngủ sớm, ăn uống cũng phải điều độ. Mình siêng tập ha, xong mình có một cái giải pháp khác là mình uống. Nó có những cái như thế này, nó có những cái là thành phần trong đây này là nó có chắc chắn ở trong đây có thành phần Hà Thủ Ô. Hay quá, Hà Thủ Đô Ô á là phần nhiều người ta uống cho đời là đen tóc đó. Mà cái này không phải là bình thường mà cao Hà Thủ Ô đỏ. Cao Hà Thủ Ô đỏ, rồi cao tan thầm, cao rễ khúc khắc, cộng thêm là kẽm, gluconate, rồi vitamin B2, rồi biotin. Con xài một thời gian con sẽ thấy thay đổi liền. Biết sao mẹ biết không? Sao biết mẹ?
Trời ơi, bà qua ở xóm mình đó, bà cũng bị tóc bạc nè, rụng tóc nè, rồi con trai bà sốt á, rồi bà hỏi bạn bè nó chỉ sao mua cái đó. Bởi vì bà sử dụng nghe, bây giờ một thời gian tóc bà đen, mà tóc bây giờ đen mà nó dày, nó đẹp lắm luôn. Ủa vậy hả mẹ? Ừ. Trời đất ơi mẹ ơi. Cái gì? Hiệu quả vậy sao? Tại sao mẹ không có nói sớm với con đi? Mẹ để cho tới bây giờ nè. Đó bên đây nè, con bị một chỏm nè. Cho trời vừa ơi, mẹ. Ông ơi, ông phải nói tôi biết chứ. Tự nhiên biết con ngứa đâu mà mẹ gãi cho con. Thì bây giờ mình biết rồi thì mình sử dụng đi cho mình đỡ. Tôi nói thiệt với cô á, cô quên rồi, mẹ của cô là ai? Là mẹ ai? Của cô là một bà Tám rất là nhiều chuyện ở khu phố. Nhưng bà Tám có chọn lọc. Mà bây giờ mẹ làm ơn, mẹ đi ra khỏi nhà đi. Gì chứ nó đuổi tôi trời. Mẹ đi đi. Đi đâu? Đi qua nhà dì qua rồi hỏi cái đó định mua cho con đi chứ. Trời ơi, được rồi. Cô là con của tôi, tôi có nhiệm vụ tôi lo. Dạ. À, thưa bác sĩ, trong cái tiểu phẩm vừa rồi á, thì các tường nhìn thấy là các nhân vật trong tình huống có nhắc đến những cái thành phần ví dụ như là cái L-cysteine hay là cao hà thủ ô hay là biotin hay là vitamin B2 vân vân, thì bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về những cái thành phần này được không ạ? Xin mời bác. Dạ vâng, thì ở đây là chúng ta thấy là các cái thành phần dưỡng chất rất là tốt cho nang tóc. Thì đầu tiên là nói về hà thủ ô đỏ, thì chắc là mọi người đều nghe cái câu là muốn cho đen tóc đỏ da rủ nhau lên núi hái hà thủ ô. Rõ ràng là hà thủ ô đó là một cái vị thuốc khá là quen thuộc và dân gian đã sử dụng để dùng làm gì? Làm đen tóc đỏ da, đây tức là giúp cho da nó hồng hào. Đó thì qua đó thì chúng ta sẽ thấy là cái công dụng của hà thủ ô trong y học cổ truyền đó là một cái vị thuốc bổ huyết và huyết có dồi dào, có đầy đủ thì nó mới nuôi dưỡng được cơ thể, thì trong đó là các cái cơ quan tạng phủ của cơ thể và da là bì mao ở bên ngoài cũng như là phần răng, phần tóc nó được chắc khỏe đó. Thì hà thủ ô đỏ nó giúp bổ huyết nè, bổ vô thận nè, đó thì giúp cho cái cải thiện những cái biểu hiện của da đầu và mái tóc, nó được ngăn ngừa khỏi cái tình trạng là tóc bạc sớm hay là khô sơ gãy rụng. Trong bên cạnh đó thì tan thầm là cái trái dâu ta đó, thì nó cũng là một cái vị thuốc rất là quen thuộc trong y học cổ truyền. Nó có cái vị chua ngọt, có tính hàn và nó cũng bổ vô thận, nó giúp bổ huyết luôn. Và cũng như là hà thủ ô đỏ thì nó sẽ giúp tăng cường nuôi dưỡng cho cơ thể, trong đó là nuôi dưỡng cho cái mái tóc. Rồi ngoài ra thì phối hợp với những cái dưỡng chất theo cô y học hiện đại như là vitamin B, B2, rồi kẽm, thì rồi L-cysteine vân vân, thì những cái thành phần này đều là những cái chất dinh dưỡng, nó không chỉ tăng cái sức đề kháng cho cơ thể mà nó còn giúp tăng cường nuôi dưỡng cho cơ thể, trong đó có cái nang tóc để mà giúp cho cái mái tóc nó được chắc khỏe. Thì từ qua đó nếu mà các cái thành phần này nó phối hợp với nhau thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho cái mái tóc ngăn ngừa được cái tình trạng là tóc bạc sớm, cũng như là họ ngăn ngừa cái tình trạng gãy rụng. Và nếu mà đã có những cái biểu hiện này thì nó sẽ hỗ trợ cải thiện các cái triệu chứng để cho tóc nó đen rồi tóc nó chắc khỏe hơn. Dạ, cảm ơn bác. Chị Hà ơi, như trên lúc đầu chia sẻ thì hôm nay là đến với cái chủ đề này chị cũng rất là háo hức và chị cũng muốn chia sẻ chuyện của mình, đúng không ạ? Chị có đúng rồi, Cát Tường. Dạ, chị cứ chia sẻ đi ạ. Thì mình đến với cái chương trình này thì với cái tư cách được khách mời là mình cũng đã dùng qua cái sản phẩm Mọc Mau. Thì với mình thì trước đây nếu như mà khoảng 4 tháng trước các tường với bác sĩ mà gặp mình, mọi người mà gặp mình thì cứ nghĩ mình chắc khoảng 50-60 tuổi luôn đó. Tại vì lúc đó tóc mình nó bạc nhiều lắm, hầu như nó bạc cũng nửa đầu luôn á. Nhưng mà một điều mà làm mình thắc mắc là gia đình mình không có ai mà bị cái tình trạng như mình hết. Không có ai bị tình trạng mà tóc bạc dày. Nhưng mà mình thì lại bị. Tình trạng của mình thì nó không có chỉ bạc không đâu, nhưng mà nó còn bị rụng nhiều nữa bác sĩ.
thấy như vậy cho nên mình cũng tìm hiểu nhiều phương pháp để mình điều trị. Với lại mình cũng thay đổi nhiều loại dầu gội nè, rồi dùng cái dầu gội mà đặc trị để cho tóc nó hết bạc, đỡ bạc đi. Dạ. Mình cũng có cái thời gian rất là khổ sở về cái mái tóc của mình lắm. Dạ, cảm ơn chia sẻ của chị. Nhưng mà hiện tại thì Tường thấy là mái tóc của chị là rất là đẹp, nó cũng rất là ống ả, nó cũng đen mà. Như vậy thì là chị đã tìm được cho mình cái giải pháp hữu hiệu rồi đúng không? Chị có thể chia sẻ không chị Hà? Vâng, bữa nay thì mình đã tìm được cái giải pháp hữu hiệu cho cái mái tóc của mình rồi. Thì với mình là tình cờ thôi, mình cũng lên báo để tìm cái giải pháp cho cái mái tóc của mình. Thì mình cũng tìm được cái giải pháp mà có các thành phần là cao hà thủ ô đỏ, tan tầm, gluconat, biotin, vitamin B, kẽm. Thì mình vô cái phần mà bình luận của người sử dụng á, thì mình thấy rất là có nhiều cái bình luận rất là hay. Có những người sử dụng mà là giúp tóc của mình nó hết bạc, cho nên mình cũng mua về sử dụng thử. Thì với cái tâm lý của mình thì cũng không có tin tưởng, tại vì mình đã sử dụng qua nhiều loại rồi nhưng mà nó không hết. Thì mình dùng khoảng 3-4 tuần á, thì mình thấy cái tình trạng tóc bạc với lại tóc rụng của mình nó cũng giảm đi nhiều lắm. Thì mình kiên trì mình sử dụng thêm một thời gian nữa thì mình thấy kết quả rất là vừa ý. Và bây giờ thì mình đã sở hữu được cái mái tóc mà nói chung là chắc khỏe, dạ. Bóng mượt, đen hơn lúc trước nhiều rồi. Dạ đúng rồi, Tường nhìn thấy là mái tóc của chị rất là đẹp luôn. Rồi chị tiết lộ luôn đi, cái sản phẩm chị đang sử dụng là gì ạ? Hiện giờ thì mình đang dùng cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc thảo dược của Mộc Mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tobi. Dạ cảm ơn chị ạ. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì chị Hà có nhắc đến cái bộ sản phẩm chăm sóc tóc thảo dược Mộc Mao thì đã giúp cho chị Hà là phục hồi lại được cái mái tóc của mình. Như vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm về cái bộ sản phẩm này, nó có công dụng như thế nào và những ưu điểm vượt trội của nó như thế nào ạ? Dạ vâng, thì như chị Hà vừa chia sẻ thì thôi cũng tìm hiểu cái bộ sản phẩm này và thấy là nó có chứa một số những cái dưỡng chất cần thiết cho mái tóc, như là L-cystein hay là kẽm gluconat nè, vitamin B2, rồi bên cạnh đó là còn có bổ sung những cái dưỡng chất từ thảo dược, từ cái cao hà thủ ô, rễ khúc hắc hay là cao tan thầm vân vân. Thì bộ sản phẩm này theo tôi tìm hiểu thì tôi thấy là một số những cái người sử dụng rồi á đã cho thấy là có cải thiện, như là chị Hà là cải thiện những cái tình trạng bạc tóc nè. Rồi mái tóc nó cũng bóng mượt, cũng đẹp hơn, và đặc biệt là không có mang lại cái tác dụng phụ nào cả, rất là an toàn. Thì tại sao thì tôi cũng có tìm hiểu là các cái sản phẩm, các cái dược thảo á, trong sản phẩm thì được công ty sản xuất trong một cái dây chuyền rất là khép kín theo đúng cái công nghệ GMP được Bộ Y tế công nhận. Và cái thảo dược mà công ty sử dụng là theo tôi là được biết là được nuôi trồng ở cái vùng Hòa Bình, là một cái khu vườn dược liệu sạch và có khí hậu rất là tốt cho sự phát triển của các cái loại thảo dược. Khi mà được sản xuất ra thành một cái dạng sản phẩm viên thì rất là tiện dụng, thay vì mình là phải sắc rồi phải nấu các cái loại cây thuốc thì công ty đã sản xuất ra thành cái dạng viên rất là tiện lợi cho người sử dụng. Yeah. Và theo tôi được biết thì cái viên này là được sản xuất theo cái công nghệ siêu vi nano tự nhũ hóa, tức là một cái dạng nó hiện đại hơn so với siêu vi nano thông thường, giúp cho cái việc mà hấp thu thẩm thấu và các cái hoạt chất, các cái dưỡng chất từ trong cái sản phẩm này nó tốt hơn. Từ đó thì chúng ta thấy là rõ ràng là qua sự chia sẻ của chị Hà cũng như là rất là nhiều người đã sử dụng sản phẩm thì thấy là nó hỗ trợ rất là tốt trong cái việc là ngăn ngừa cái tình trạng tóc bạc sớm, rồi giúp cải thiện cái tình trạng tóc bạc cũng như là ngăn ngừa những cái tình trạng như là khô rụng tóc. Thì những cái chị em mà có những cái vấn đề tương tự như chị Hà thì có thể sử dụng cái sản phẩm này để mà
giúp hỗ trợ cải thiện cái tình trạng của mình. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Và vậy bác sĩ nhân tiện thì bác sĩ có thể là chia sẻ kỹ hơn cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình biết rằng là cái cách mình sử dụng bộ sản phẩm chăm sóc tóc thảo dược Mộc Mao này như thế nào ạ? Thì theo như tôi được biết là bộ sản phẩm này nó có cái dạng viên uống, thứ hai là dạng dầu gội và thứ ba là dạng xịt. Thì chúng ta có thể sử dụng viên uống hàng ngày 2-3 lần, mỗi lần 2 viên và cách cái bữa ăn ra. Có thể là trước ăn 30 phút hoặc là sau ăn 1 giờ. Thứ hai là phối hợp với cái dầu gội thì chúng ta có thể thay thế những cái loại giống như dầu gội thông thường của mình á, thì cứ cách ngày chúng ta gội đầu 1 lần. Thông thường là cách ngày, chúng ta cũng không nên gội đầu nhiều quá. Tại vì nếu mà chúng ta gội đầu mỗi ngày thì nó làm cho cái tóc của chúng ta nó có thể nó bị khô đó. Ngoại trừ những cái trường hợp là nếu mà chúng ta làm việc trong những cái môi trường nóng ẩm, mồ hôi nhiều nó gây ra bết tóc quá thì chúng ta mới sử dụng hàng ngày đó. Thì thứ ba là chúng ta có thể khi mà tóc nó được sạch rồi, gội đầu sạch sẽ, cái da đầu nó sạch sẽ, chúng ta xịt thêm thì chúng ta sẽ tăng cường cái sự nuôi dưỡng tới da đầu, tăng cường cái sự nuôi dưỡng đến các cái chân tóc. Thì cái bộ ba sản phẩm là vừa uống trong, nuôi dưỡng từ bên trong, vừa là sử dụng ở bên ngoài bằng gội và xịt thì nó sẽ giúp cải thiện cái mái tóc nhanh hơn, hiệu quả hơn. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất là quý báu của bác sĩ ngày hôm nay đã giúp cho chị em phụ nữ chúng ta nói riêng và toàn thể tất cả chúng ta nói chung có thêm những cái sự hiểu biết về cách để chăm sóc làm sao cho cái mái tóc của mình. Thứ nhất là nó được đen, nó được bóng mượt, nó chống gãy rụng và đặc biệt là giúp cho tóc của chúng ta nó không rơi vào cái tình trạng là bị bạc sớm. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Biết rằng là quý vị còn rất là nhiều câu hỏi nữa muốn hỏi trực tiếp bác sĩ, tuy nhiên là khung giờ phát sóng của chương trình Sức Khỏe Trong Tầm Tay đến đây là hết rồi. Quý vị có thể gửi câu hỏi đến với chương trình chúng tôi theo số điện thoại đang hiển thị dưới màn hình quý vị nhé. Và chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Quý vị nhớ đón xem và phải giới thiệu cho nhiều người cùng xem nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và một lần nữa cảm ơn bộ chăm sóc tóc Mộc Mao của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tubi đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bộ chăm sóc tóc Mộc Mao hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Như chúng ta đã biết, tóc bạc là quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể và thường xuất hiện ở người cao tuổi. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều nguyên nhân mà độ tuổi xuất hiện tóc bạc đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa, gây ra tình trạng tóc bạc sớm. Vì vậy, chúng ta cần có những giải pháp kịp thời để chấm dứt nhanh chóng tình trạng trên. Bây giờ tôi sở hữu cái bộ tóc chắc khỏe, ống mượt, đen nhánh này. Tôi cảm thấy rất là tự tin khi mà đi ra đường. Nhiều khi bạn bè đồng nghiệp của tôi còn thường hay khen tôi là rất là trẻ so với tuổi từ khi mà tôi có cái bộ tóc chắc khỏe này. Và đối với tôi thì mỗi ngày tôi uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Cái giải pháp là viên nang được bào chế từ thảo dược thiên nhiên, rất là an toàn và lành tính, cho nên tôi cảm thấy rất là yên tâm khi sử dụng, không sợ bị các tác dụng phụ. Từ khi biết tới bộ giải pháp chăm sóc tóc thảo dược Mộc Mao giải quyết được vấn đề lớn nhất của mình mà chị Hà đã trở nên tự tin hơn mỗi khi đứng lớp giảng bài. Tất cả cũng nhờ chị kết hợp giữa việc ăn uống, ngủ nghỉ điều độ cùng với dùng bộ giải pháp chăm sóc tóc từ thiên nhiên mà chị đã có mái tóc dày, đen óng, làm cho cuộc sống vui tươi như bây giờ.